Những loại hạt giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, ngừa đột quỵ. Ngày nay, những bệnh lý như thế này về tim mạch ngày càng gia tăng. Một trong số đó có nguy cơ tắc nghẽn động mạch dẫn đến đột quỵ. Để phòng ngừa tắc nghẽn động mạch thì việc xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh. Trong video của ngày hôm nay, hãy cùng Diệp tìm hiểu về những loại thực phẩm tốt cho bệnh tim mạch cũng như là ngăn ngừa đột quỵ. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề những loại thực phẩm, những loại hạt giúp ngăn ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch thì hãy để lại một bình luận tích cực ở phần cuối video để chúng ta cùng tương tác và thảo luận nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1 là những loại hạt giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, ngừa đột quỵ. Phần 2 là thói quen tốt nhất ngăn ngừa bệnh về tim mạch và đột quỵ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên là các loại hạt giúp ngăn ngừa đột quỵ và tim mạch. Thứ nhất đó là hạt chia. Hạt chia chứa nhiều chất dinh dưỡng, một số có thể kể đến như là axit béo omega 3, protein, chất xơ và chất chống oxy hóa. Đây đều là những thành phần có lợi cho sức khỏe của tim mạch. Thứ hai là hạt lanh. Hạt lanh có chứa các thành phần axit alpha linoleic hay còn gọi là ALA. Đây cũng là một loại axit béo omega 3 tốt cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra hạt lanh cũng chứa lictan, một chất có nguồn gốc từ thực vật có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ tim mạch. Thứ ba là hạt bí ngô. Hạt bí ngô không chỉ là một món ăn vặt tốt cho sức khỏe mà còn cả cho bệnh tim mạch nữa, với những thành phần dinh dưỡng như kẽm, magie, chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh. Trong đó thành phần magie có tác dụng kiểm soát huyết áp, chất chống oxy hóa và sẽ giảm viêm nhiễm, hạn chế tình trạng oxy hóa diễn ra. Hạt hướng dương. Hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E, chất chống oxy hóa, ngăn gốc tự do gây hại, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hạt mè. Hạt mè hay còn gọi là hạt vừng có chứa nhiều hợp chất thực vật nên là giúp bảo vệ những tế bào cơ thể khỏi nguy cơ bị tổn thương bởi gốc tự do gây hại. Ngoài ra, hạt mè còn chứa magie tốt cho sức khỏe tim và huyết áp để bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh về tim, đột quỵ. Việc xây dựng cho bản thân một thói quen lành mạnh là điều vô cùng quan trọng và hữu ích. Tiếp theo đó là ăn ít muối. Hàm lượng natri có trong muối sẽ khiến cho tình trạng huyết áp trong cơ thể tăng cao, kéo dài sẽ khiến thành mạch máu ngày càng mỏng và gây nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ. Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng cho mọi người là giảm lượng muối tiêu thụ trong thực đơn hàng ngày, hạn chế ăn thực phẩm quá mặn và giữ thói quen ăn nhạt để bảo vệ cơ thể. 8 là hạn chế uống rượu bia. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng số lượng người không sử dụng rượu thường xuyên có nguy cơ mắc tim mạch ở tỷ lệ cực thấp. Bên cạnh đó, bệnh nhân giảm uống rượu bia hơn 80% có thể giúp huyết áp hạ đáng kể chỉ trong một. Vậy nên hãy tránh xa rượu bia, chất kích thích cũng như là thói quen hữu ích để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Thứ 8 đó là ngủ đủ giấc. Giấc ngủ là một trong những điều cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của con người. Việc thiếu ngủ thường xuyên sẽ dẫn đến chứng béo phì, nguyên nhân hàng đầu gây cao huyết áp và xơ cứng động mạch. Kiểm soát trạng thái căng thẳng. Yếu tố tinh thần cũng là một trong những vấn đề chủ chốt giúp phòng ngừa khả năng mắc bệnh tim mạch. Rèn luyện thể dục thể thao. Nếu mà ít rèn luyện thể dục thể thao sẽ khiến các cơ ngày càng mất đi, giảm sức chuyển hóa cơ bản, gia tăng lượng mỡ nội tạng, những tác động tiêu cực lên hệ tuần hoàn và tim cũng ngày một nhiều hơn. Một trong những bài tập luyện rèn sức khỏe tim mạch, ngăn chặn nguy cơ xơ vữa động mạch đó là cardio, cụ thể gồm đi bộ nhanh, đạp xe và đi bộ dưới nước. Nên thực hiện rèn luyện 30 phút trên ngày để đảm bảo hiệu quả tối ưu. Ngoài ra bạn cũng nên bổ sung viên nhuyễn thể Omega 3 Crew trên tay Diệp đang cầm đây để phòng ngừa đột quỵ một cách hiệu quả. Omega 3 Crew bổ sung chứa các axit béo Omega 3 được chiết xuất từ tôm Crew, cung cấp DHA và EPA từ đầu nhuyễn thể. Sản phẩm sẽ hỗ trợ cho chức năng não bộ, giúp tăng cường duy trì trí nhớ, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ngăn chặn lão hóa. Vừa rồi Diệp đã chia sẻ đến bạn những loại thực phẩm và những loại hạt tốt cho người bị mỡ máu cao cũng như là người bệnh tim hay là đột quỵ. Hy vọng rằng những thông tin mà Diệp chia sẻ ở trên sẽ giúp ích. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết và cùng lan tỏa tới nhiều người hơn. Bên cạnh đấy bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.